chào tất cả các bạn, mình là Tuấn, hiện tại là Tuấn đang làm giáo viên dạy tiếng Nhật ở trường Nhật ngữ Kaizen chi nhánh Tiền Giang. Thì đang dạy tiếng Nhật ở trong lòng của trường Đại học Tiền Giang ở hai cơ sở là Thân Cô Nghĩa và Ấp Bắc. Thì đây là bạn học viên của Tuấn, bạn ở đây cũng là tên Tuấn luôn. Thì Tuấn tham gia lớp tiếng Nhật cũng được khoảng hơn 3 tháng. Thì bây giờ đang học đến bài số 16, 17 đúng không? Thì trong quá trình bạn Tuấn học rồi cố gắng chăm chỉ này kia thì Tuấn đã được đề cử đi phỏng vấn. Và phỏng vấn thì Tuấn đã đậu phỏng vấn rồi. Thì vừa rồi là đậu phỏng vấn thì cảm giác của mình như thế nào Tuấn? Đậu phỏng vấn á, cảm giác mình rất là vui. Vui mà cũng áp lực lắm. Tại vì cái bữa phỏng vấn mình hứa với giám đốc á là sẽ hoàn thành rất là nhiều mục tiêu trong tương lai rồi. Mà cái mục tiêu gần nhất của mình á là từ đây tới lúc phỏng vấn á là sẽ lấy được N4. Và hiểu được quy tắc vận hành các máy trước khi qua Nhật để làm việc tốt nhất. Mình hứa rất nhiều rồi nên là cảm thấy áp lực. Hơi áp lực. Nhưng mà những cái lời hứa như vậy, những cái thử thách như vậy á thì nó mới có cái động lực để làm cho mình cố gắng hơn đúng không? Chứ giờ không có cái mục tiêu, không có cái động lực thì mình cứ đều đều như vậy thì không được. Cho là ngay từ bây giờ đậu phỏng vấn rồi thì phải quyết tâm học tiếng Nhật thiệt là nhiều hơn nữa và xem nhiều cái tài liệu mà công ty đã gửi cho nè, để mình học tập trau dồi kiến thức, mình hỏi thêm các anh chị senpai phía trước coi là công việc như thế nào, làm như thế nào để qua bên đó mình có thể nhanh chóng, mình có thể làm được tốt công việc hơn ha. Thì đậu phỏng vấn rồi cảm giác rất là vui luôn đúng không? Rất là sung sướng, bây giờ là chỉ lo cố gắng học tập thôi và chờ ngày xuất cảnh sang Nhật. Thì sẵn đây thì Tuấn có thể nào chia sẻ với các bạn là trước đây vì sao mình lại biết đến ESO2 và trường Kaizen mà chọn vào đây? Dạ thì các bạn học cấp 3 của em với cao đẳng là xuất cảnh lên ESO2 rất nhiều. Hai ba chục bạn luôn. À là hai ba chục bạn đúng ở rồi. Trung lớp là đã vào ESO2 học rồi đi Nhật. Ủa mà sao Tuấn không đi chung các bạn? Là cái lúc mới tốt nghiệp á em cũng đi chung với các bạn luôn. Nhưng mà cái gia đình cũng cho, giống như mới ra trường á mình chưa có làm gì hết. Mà mình vô trường mình học thấy áp lực nhiều quá. Sao mà trường này nó khó quá. Khó là khó sao Tuấn? Là vô mắc học bài rất là nhiều luôn. Không phải mắc học bài rất là nhiều, mà thế này này, để chỗ này sẵn ta xin xe chia sẻ luôn. Là có nhiều bạn á, các bạn thắc mắc như thế này này. Là ủa vào trường là đi nhanh hay đi chậm? Vân vân rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề như thế này là bạn phải suy nghĩ thế này. Đi Nhật mà đi rất là nhanh á, tiếng Nhật mình không có, kinh nghiệm mình không có, mình không có kiến thức gì về Nhật Bản hết, thì sang bên Nhật là mình sẽ rất là khó khăn luôn. Cho nên là cần phải có cái thời gian ở đây để mình học vừa tiếng Nhật nè, tác phong rồi cách làm việc với người Nhật, mình phải vững những cái đó đúng không? Sau quá trình học 3 tháng ở đây tôi thấy mình học được rất là nhiều đúng không? Nhưng mà em thấy nó có áp lực không? Không áp lực đúng không? Mới vô nhưng mà lâu rồi mình sẽ quen thôi. Quen dần. Thì biết như thế này, tại vì cuộc sống bên Nhật á, trong môi trường làm việc của người Nhật là môi trường rất là kỷ luật, rất là kỷ cương luôn, là làm việc phải đúng giờ, làm việc phải đâu ra đó, phải hiểu được tiếng Nhật mình mới nghe được cái chỉ thị của cấp trên để mình làm việc cho đúng. Còn bây giờ mà trong vòng 1-2 tháng mà xuất cảnh sang Nhật mà tiếng Nhật mình không có giỏi thì coi như là qua bên đó mình sẽ rất là khó khăn luôn, đúng không? Tại vì mới đầu á, xong em cũng nghỉ, xong em đi làm một thời gian, cứ thấy mấy bạn em nó qua Nhật á, nó thành công, nó có được nhiều thứ á. Còn mình ở đây mình làm một năm mình không có gì hết. Xong rồi mới đăng ký vô ESO2 học được 3 tháng thì mới đậu phỏng vấn. Rồi giờ là mừng rồi. Dạ. Em có 3 tháng học tiếng Nhật ở đây là đến bài số 17 là coi như là bây giờ Tuấn cũng có thể giao tiếp được đúng không? Bây giờ có thể giao tiếp tốt rồi. Mà giờ đậu phỏng vấn nữa, bây giờ mình học khoảng dự kiến là khoảng tháng mấy xuất cảnh? Tháng 9 năm nay. Tháng 9 là bây giờ còn tới khoảng hơn nửa năm. À, hơn nửa năm nữa, là trong nửa năm đó là trời phải trau dồi tiếng Nhật thiệt là nhiều vô nè. Rồi qua bên đó là coi như là cũng kết thúc 50 bài sơ cấp rồi đúng không? Là coi như là trường trình độ tương đương N4 là quá là ok rồi. Là khi mà như vậy thì Tuấn sẽ có cái nền tảng để sang bên đó Tuấn sẽ học lên N3, N2. Thì trước khi đi sensei sẽ chỉ cho Tuấn là đi Nhật nên đem sách nào để học N3, N2 nè. Thì qua đó mình có cái nền tảng để mình học lên. Và cái 3 năm về nước thì sẽ rất là ok luôn đúng không? Tại vì có nền tảng tự học thì cái cơ hội mà đạt lên N3, N2 rất là cao. Ban đầu là bạn bè của mình đi Nhật đúng không? Cho mình thấy như vậy rồi bắt đầu là mình đăng ký mình đi đúng không? Thì có rất nhiều công ty, tại sao không chọn mà lại chọn vào ESO2 Kaizen? Chứ đây mình đã nghe nói về ESO2 Kaizen như thế nào chưa? Tại vì ban đầu luôn á là mình thấy công ty này đi là rẻ nhất luôn, 90 triệu. Là à tại là vì mặt là mặt bằng chung nó rất là rẻ luôn. Rẻ nhất cho nên mới đi. Chứ đúng mình rồi. Nhưng mà bên lề thì mình có nghe thêm được cái thông tin nào không? Ví dụ là ESO2 thì như thế nào không? Có thì công ty qua đó mình làm rất là tốt nha. Còn nhiều công ty á qua bên đó làm rất là cực luôn. Chỉ công ty, có mấy công ty chỉ học có mấy tháng qua đó là người ta nói cái gì mình không biết gì hết, xong rồi than rất là cực khổ. Còn công ty này mình thấy dạy tiếng Nhật rất là tốt luôn.
rất là lâu mới đi, nên mà lâu ở đây tốt. Cũng không phải là rất là lâu, mà là ở trong một cái khoảng là khoảng từ 8 tháng tới 1 năm. Đó là một cái giai đoạn mà rất là đẹp để cho mình sang Nhật, đúng không? Tại vì theo Tuấn cũng thấy là trong cái thời gian này mình học được rất là nhiều nè, và mình cần phải trau dồi tiếng Nhật nhiều hơn nữa trong quá trình học với sensei đi, đúng không? Mình thấy tiếng Nhật mình vẫn chưa tốt, đúng không? Mình cần phải trau dồi nhiều hơn nữa, biết được nhiều thì sang Nhật mình sẽ nói được nhiều, mình giao tiếp được nhiều. Rồi cuộc sống mình cảm giác qua Nhật nó rất là thoải mái, đúng không? Mình muốn ăn cái gì đó, muốn đi chơi đâu đó thì mình tự mình ra, mình mua vé tàu mình đi, tự mình cầm tiền mình mua mình ăn, đúng không? Mình có thể chọn lọc được là cái nào ngon, cái nào rẻ, mua trong khung giờ nào thì đồ nó sẽ rẻ xuống, ví dụ như vậy. Thì có tiếng Nhật là mình sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề luôn. Đi lạc rồi cũng có thể nói được, hỏi đường đi về, đúng không? Còn như tiếng Nhật mà không biết là coi như là qua bên đó mình rất là sợ sệt, và cuộc sống của mình là gọi là bị động, mình không có chủ động được trong mọi thứ, trong công việc của mình, trong cuộc sống của mình. Rồi thì 3 năm ở bên Nhật xong rồi về nước thì Tuấn có dự định gì chưa? Dự định là 3 năm sang đó ở cái công ty đó em sẽ ráng là học hết cái kỹ thuật của người ta luôn, những cái học hết luôn, học hết tất cả luôn, học hết mọi thứ luôn. Thôi phỏng vấn là em sẽ nói là em sẽ học hết luôn, học hết luôn rồi sang 3 năm em lấy N2 luôn. À, 3 năm là lấy N2 ạ. Nhưng mà cái sức học của Tuấn thì sensei thấy rất là tốt, cho nên là cố gắng làm sao, tại vì trước khi đi Nhật là có N4 rồi. Vậy có 3 năm mà, năm thứ nhất N3, năm thứ hai N2, và năm cuối cùng là cố gắng lấy cho được N1. Mình có 3 năm thôi. Bây giờ có rất nhiều bạn thực tập sinh của ESO2 về nước có N1, cho nên là cố gắng trong 3 năm đó cố gắng làm sao để lấy được N1 về. Mà bây giờ có cái bằng cao đẳng, đúng không? Cộng với N1 nữa là sau này về là mình làm việc được rất là nhiều công việc luôn, rất là nhiều công việc sau này. Nói như vậy. Và tương lai về nước muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Em muốn làm một trong công ty Nhật. Làm kỹ sư. Kỹ sư thì lấy bằng N2 thì có thể làm kỹ sư được. Ok. Rồi lúc đó là mình học hỏi 3 năm kinh nghiệm bên đó rồi về mình vào công ty đây mình làm rất là tốt luôn. Sẵn đây thì Tuấn có thể nào chia sẻ một chút ít nữa là về cái kinh nghiệm phỏng vấn không? Là hôm bữa mình lên rồi bí quyết như thế nào để đọc phỏng vấn được thì có thể chia sẻ với các bạn không? Cái kinh nghiệm đi phỏng vấn là mình phải có cái mục tiêu rõ ràng. Mình vô đó mình nói ngắn gọn thôi. Nhiều bạn vô kể mục tiêu rất là dài nhưng mà cuối cùng người ta không biết mục tiêu của bạn là gì, không có kế hoạch gì hết. Nên là mấy bạn phải chuẩn bị sẵn cái đó. Ví dụ như bây giờ vào sensei là nhà tuyển dụng đi. Giám đốc nha. Tại sao em đi Nhật? Tuấn trả lời như thế nào? Dạ, em đi Nhật á là để qua công ty của mình á. Em biết công ty mình rất là nhiều sản phẩm nè. Sau 3 năm á em muốn sẽ học hết cái cách và cái gia công được hết tất cả sản phẩm đó. Và 3 năm em sẽ lấy được N2. Là ý là mình vẫn trả lời cho người ta biết là mình muốn cống hiến cho người ta, mình muốn học tốt kiến thức để làm việc cho người ta, đúng không? Ok. Thôi cảm ơn Tuấn rất là nhiều nha về cái bài chia sẻ ngày hôm nay, rất là nhiều thông tin bổ ích cho các bạn luôn. Rồi thì hy vọng là Tuấn từ ngày hôm nay sẽ cố gắng học tốt tiếng Nhật nhiều hơn nữa để làm sao mà đạt được những cái mục tiêu mình đã đặt ra từ hồi nãy đến giờ. Rồi chào Tuấn nha. Dạ.